hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến, Chi đoàn 10 tin xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách mang tên Khi hơi thở hóa thinh không của nhà xuất bản Lao động, xuất bản năm 2016. Đây là cuốn tự truyện gồm 234 trang của bác sĩ giải phẫu thần kinh Paul Kalanithi, được viết vào những tháng ngày cuối cùng của anh. Những dòng tâm sự về sự sống và cái chết đã khiến độc giả phải suy ngẫm lại giá trị cuộc đời trong lúc kìm lại sự xúc động và nước mắt. Khi còn là những đứa trẻ, thứ làm chúng ta sợ chính là ma quỷ, sợ bóng tối, phải ở một mình mà không có ai bên cạnh. Thế nhưng, lúc đã trưởng thành rồi, ngoài những mối lo toan trong cuộc sống, chúng ta vẫn có chung một nỗi sợ với thời thơ ấu, chính là sự cô đơn, cái bóng tối vĩnh hằng, hay dễ hiểu hơn, chính là nỗi sợ một cái chết. Có lẽ ai cũng đều từng nghĩ đến khi bản thân một lúc nào đó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa sẽ bi kịch đến như nào. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, và cách ta đương đầu với nó thế nào mới là quan trọng. Cách mà tác giả biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa mà vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến hết mình chính là điểm đặc sắc khiến người đọc vô cùng khâm phục. Khi đọc về tiểu sử của Paul Kalanithi, chắc hẳn ai cũng phải kinh ngạc, bởi không chỉ có học vị bác sĩ tại trường y khoa Đại học Yale với những cống hiến đáng nể cho ngành y học, anh còn có niềm đam mê văn chương với bằng cử nhân và thạc sĩ ngành văn học Anh tại Đại học Stanford. Với những người xung quanh, Kalanithi là người thông minh, hiền lành, vui tính. Dù làm việc 100 tiếng một tuần, anh vẫn luôn dành thêm thời gian để tâm sự với bệnh nhân hàng đêm, mong được hiểu rõ trải nghiệm của họ khi đối đầu với ung thư. Và cũng đến một ngày, anh thực sự hiểu khi chính Kalanithi từ cương vị bác sĩ trở thành một bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4. Từ bìa sách, mở đầu chính là một vị bác sĩ mặc chiếc áo xanh và đội chiếc mũ khử khuẩn. Mặt sau của cuốn sách cũng chính con người ấy, một chiếc áo màu xanh nhưng lại là chiếc áo của người bệnh nhân. Đó cũng chính là cuộc đời của Paul Kalanithi. Lúc cận kề cái chết, ai cũng sợ. Nhiều người bất chấp mọi thứ để cố gắng níu kéo mạng sống từ tử thần. Kalanithi sợ, anh buồn khi phải dừng việc tốt nghiệp ngành y, tuyệt vọng khi kế hoạch về cuộc đời anh bị chơi gian. Nhưng anh rất dũng cảm. Kalanithi lo lắng vợ cô đơn nên khuyên cô tái hôn. Anh chọn sinh con vì thấy chết khi nuối tiếc là điều hạnh phúc. Hiện thực có thể tàn khốc, nhưng anh vẫn chưa bao giờ ngừng cống hiến. Minh chứng thuyết phục nhất chính là anh vẫn viết nên cuốn sách này. Tham gia phỏng vấn để truyền động lực cho mọi người, anh vẫn theo đuổi đam mê văn học, vẫn dành tình yêu chân thành nhất cho người bạn đời của mình, nguyện sống những giây phút cuối cùng một cách trọn vẹn nhất có thể. Một ngày nào đó, anh có thể không còn trên cõi đời, nhưng tài năng và nhân cách của anh luôn còn mãi. Câu chuyện của vị bác sĩ tài ba này đã gợi cho tôi nhớ đến một con người cũng có lý tưởng sống vô cùng vĩ đại cho tới những giây phút cuối cùng của đời mình. Steve Jobs, cựu tổng giám đốc điều hành của hãng điện tử tiêu dùng Apple. Ngay từ khi còn trẻ, mỗi sáng thức dậy, ông thường nhìn vào chính mình trong gương rồi tự hỏi: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, thì điều đầu tiên mình làm sẽ là gì? Vào thời gian đầu, Steve Jobs vẫn luôn lạc lối và chưa thể trả lời được cho câu hỏi ấy. Chỉ tới khi đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác có thể cướp đi mạng sống của ông bất cứ lúc nào, ông mới nhận ra những giá trị hiện thực của cuộc đời mà sống hết mình. Qua đời ở tuổi 56, ông đã để lại một di sản khổng lồ về công nghệ và những bài học đắt giá về sự thành công và những đánh đổi của nó trong lòng người hâm mộ Apple. Khi hơi thở hóa thinh không, không đơn thuần chỉ là một cuốn sách mà còn là một người bạn đồng hành, nhắc nhở ta hãy sống trọn vẹn từng phút giây, bởi lẽ không ai biết chắc được ngày mai ta có còn bước đi được, mắt có còn nhìn thấy ánh sáng, đôi tay có còn cảm nhận được sự sống hay không. Phóng tầm mắt nhìn về thế giới, về những con người vĩ đại ấy, tôi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tuy nhiên, cái chết có thể không đáng sợ như vậy nếu chúng ta dám sống hết mình, dám trao đi yêu thương cho những người ta quý mến và dám vươn lên để giành lấy hạnh phúc cho bản thân.
chúng ta rốt cuộc còn bao nhiêu thời gian để làm những điều đó một cách tốt nhất. Paul Kalanithi đã viết trong quyển sách của mình rằng bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới. Có trong mình những nhiệt huyết của tuổi trẻ, hãy theo đuổi đam mê và thực hiện những hoài bão mà ta đã ấp ủ từ lâu. Nó có thể sẽ không tốt như ta mong đợi, nhưng ít nhất ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc, bởi bạn đã tin vào chính mình, tin vào lý tưởng của bản thân. Khi hơi thở hóa thiên không là một cuốn sách có nội dung nặng hơn về hình thức bên ngoài của nó rất nhiều. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ thực sự trở thành một người bạn tốt, đáng tin cậy, cung cấp cho ta những hành trang tinh thần cần thiết để vững tin, tạo dựng một cuộc sống khỏe. Hãy sống và tạo ra những giá trị của riêng mình, bạn nhé.